Kính chào thầy và các bạn. Sau đây em xin thực hiện cái bài thuyết trình về cái phần bài tập mà thầy giao trên Classroom về cái phần cách 1 kết nối LCD đến vi điều khiển theo kiểu 8 bit dữ liệu. Thì sau đây em xin giới thiệu với thầy về cái phần cứng mà em đã thực hiện để phục vụ cho cái yêu cầu của cách 1 này. Thì đây là cái phần cứng mà em đã thực hiện cho cái phần 8 bit dữ liệu. Thì đây là con BIC hoạt động ở chế độ 20 MHz. Rồi khóa dao động thạch anh cũng chế độ 20 MHz luôn. Rồi khóa reset. Thì từ D0 tới D7 chúng ta sẽ nói tới RD0 tới RD7. Rồi RS, RW và chân Enable thì được nói lần lượt tới RE0 và RE2. Rồi chân VSS thì được nối xuống ground, chân VDD thì được nối lên VCC và chân VEE thì được nối vào một con biến trở để điều chỉnh cái độ nét của cái nét chữ ở trên LCD á. Thì trên thực tế chúng ta nên gắn cái này, còn mô phỏng á, thì nó đã ở cái nét chữ mà chúng ta đã nhìn thấy rõ được rồi. Thì mô phỏng để phục vụ cho thực tế nên chúng ta nên gắn cái con biến trở này vào để đúng với thực tế hơn. Thì sau đây em xin giới thiệu với thầy về cái phần code mà em đã viết để phục vụ cho việc cái chương trình giao tiếp PIC 16F887 với LCD 16x2 hiển thị họ tên và hiển thị cái đồng hồ đếm giờ phút giây của em. Thì đây là kiểu chuẩn 8 bit dữ liệu nên chúng ta cũng sẽ bắt đầu tương tự như thế này. Thì đầu tiên là khai báo thư viện của con PIC 16F887, khai báo cấu hình, khai báo cái tần số hoạt động của con thạch anh là 20 MHz. Rồi define một số cái chân như là output D, RS, RW, E về chúng ta định nghĩa ở cái pin E0 và tới pin E2. Thì cái thư viện này thì ở trong giáo trình chúng ta có, thì em đặt tên là thư viện LCD.c. Thì đây là thư viện em viết để phục vụ cho cái này, cái chương trình con 8 bit dữ liệu của em. Thì ở trong giáo trình cũng có, thì nó nằm ở đây, chương trình thư viện LCD.c. thì em sẽ thực hiện cái thư viện, em sẽ viết lại cái thư viện này để phục vụ cho cái bài của em. Thì sau đây em xin đi vào cái phần bài chính. Đây là một số cái mảng thứ nhất là mảng họ tên, em đặt tên nó là mảng họ tên để hiển thị họ tên của em. Mảng thứ hai là mảng đồng hồ, mảng watch, thì cái này để hiển thị đồng hồ đếm giờ phút giây. Thì đây là một số cái biến để phục vụ cho việc em viết chương trình con và chương trình chính. Thì cái chương trình con đầu tiên mà em xin giới thiệu với thầy, đây là cái chương trình hiển thị để đếm giờ phút giây. Thì đầu tiên là cái lệnh LCD command 0x C8 này nè. Thì em đặt cái giá trị giờ nó ở cái vị được trỏ con trỏ tới vị trí C8. Thì trỏ con trỏ tới vị trí C8 là để nó ở đây. Giờ nó sẽ bắt đầu đếm từ đây tới đây đến cuối cùng luôn. Thì thực hiện gửi lệnh ra LCD, cái lệnh command này nè, nó có nghĩa là thực hiện gửi lệnh ra LCD delay 20 ms. Thì cái tiếp theo để đếm giờ được thì chúng ta phải thực hiện cái lệnh là LCD data. Thì cái lệnh này á là để hiển thị chuột của giờ, thì lệnh này để hiển thị giây của giờ. LCD data là sao, là nó sẽ đưa lệnh và nó sẽ thực hiện cái lệnh trên LCD. Thì như cái cách 2 mà em đã thực hiện ở phía lần trước, thì cái cách cũng cộng 0x30 luôn nhé. Thì các thông tin trên LCD là tại sao, thì các thông tin ở trên LCD là mã ASCII. Thì cái giá trị dây nè nó sẽ chia cho 10, nó sẽ thành giá trị BCD. Giá trị này sẽ được tách thành giá trị BCD, thì sau đó nó sẽ cộng với lại 0x30 nữa thì nó sẽ thành mã ASCII. Nó sẽ thành mã ASCII rồi khi đó hiển thị lên LCD thì nó mới đọc được, tại vì con LCD của chúng ta đọc cái giá trị ASCII. Thì cái dấu 2 chấm sau giờ, rồi giờ xong thì mình sẽ đếm phút. Điểm phút thì mình cũng chia 10, lấy phần trăm cho 10, chia 10 là hàng chục, còn chia phần trăm á là hàng đơn vị, thì cũng cộng 0x30 để đưa về mã ASCII luôn. Thì sau phút thì cũng 2 chấm để hiển thị cái giá trị giây. Rồi sau đây em xin vào cái chương trình chính của em, đó là Voidman. Thì thiết lập các bọt, thì bên cái cấu hình của em, bên cái phần cứng của em á, thì em xài hai cái bọt D và đọt E. Thì em sẽ set trig E và D ở 00 ở chế độ ra. Rồi thực hiện khởi tạo chức năng
của cái con LCD lần lệnh LCD setup. Rồi tiếp theo cái lệnh này là lệnh LCD command là gửi lệnh ra cái dòng thứ nhất là apply. Thì cái apply này á, mình đã được khai báo ở bên thư viện LCD.c rồi. Thì gửi lệnh ra dòng 1 delay 10 ms. Thì cái dòng 1 thì em dùng để hiển thị cái họ tên của em. Thì ở trong để hiển thị được hết cái họ tên thì em sẽ dùng một cái vòng lặp for. Thì tên em gồm 11 ký tự nên em sẽ for 11 nhỏ hơn 11. Rồi em thực hiện cái lệnh LCD data này. Rồi đưa cái mảng xuống gán cái giá trị K này vào thì nó sẽ thực hiện quét cho bằng hết cái ký tự là gồm tên em là Võ Minh Tài. Thì sau khi thực hiện xong cái lệnh LCD command để hiển thị cái dòng thứ nhất này rồi thì em sẽ đi vào một cái vòng lặp để mà hiển thị ra cái đồng hồ của em. Đồng hồ của em là sao? Đồng hồ của em là đếm giờ phút giây đúng không ạ? Thì cái lệnh LCD command này em sẽ giờ phút giây em sẽ đưa xuống cái hàng 2 của cái con LCD thì cũng delay 10 ms luôn. Thì đầu tiên em cũng sẽ for thì lấy một cái biến g này xuống LCD data để thực hiện trên cái con LCD. Thì em sẽ gọi cái mảng watch rồi để hiển thị cái giá trị đồng hồ này là nó quét từ đây cho tới giá trị 2 chấm này luôn á. Thì nó cái chữ đồng hồ đó nó sẽ được đưa lên con LCD. Thì cái sau lưng cái dấu 2 chấm nó sẽ bắt đầu đếm giờ, phút và giây. Thì bằng cách là em sẽ thực hiện các lệnh for lồng vào nhau. Thì for giờ, thì for phút lồng vào for giờ, for giây lồng vào for phút và for rồi. Thì tới cái chỗ for giây này nè, thì mình đếm giây trước đúng không ạ? Thì mình sẽ gọi cái chương trình con đó là cái chương trình con này em đặt tên cho nó phía trên đó là cái chương trình con hiển thị. Em delay 200 ms. Thì cái giá trị giây này nó sẽ for thì nó nhỏ hơn 60 thì nó sẽ đếm tới 59 giây thì nó sẽ qua 1 phút đúng không ạ? Thì giây này bắt đầu bằng 0. Đưa giá trị này vào hiển thị thì cái giá trị giây này nó sẽ chia cho 10 thì chia cho 10 rồi cộng thêm x 30 để đưa về mã ASCII. Thì như lúc đầu em có giải thích thì tại sao mình đã cộng 0x 30 rồi đó để đưa về mã ASCII. Thì cái giây này nó vẫn ở mã BCD cộng 30 0x 30 nó mới đưa về mã ASCII được. Thì sau khi thực hiện giây xong điểm 59 từ 00 tới 59 giây xong thì nó sẽ nhảy qua phút 1 phút đếm tới 59 phút và tương tự đếm tới 59 phút thì nó sẽ tới 1 giờ để nó thực hiện cái đồng hồ của em là đếm 24 giờ. Thì cái giá trị mà ở trong cái vòng lặp này nè, giờ, phút và giây này nó sẽ đưa vào cái chương trình con này để mà cái LCD, cái lệnh LCD data này thực hiện và đưa ra, hiển thị lên cái con LCD. Thì sau đây em sẽ build và qua cái phần về phần cứng thì em sẽ nạp code vào. Thì đây là cái phần code thì nạp code vào file has lcd.h open rồi ok. Thì sau đây em sẽ cho nó chạy để hiển thị họ tên và đồng hồ điểm giờ phút giây của em. Rồi đúng như yêu cầu đề bài là Võ Minh Tài đồng hồ điểm giờ phút giây. Thì đây là cái phần cứng theo chuẩn 8 bit dữ liệu, 8 bit data. Thì đó là cách 1. Thì nó sẽ đếm tới 59 thì em delay hơi lâu, đến 200 ms lận nên nó đếm nó cũng hơi chậm một tí. Thì đếm tới 59 thì nó sẽ đưa về 00 rồi lên đây 1. Đếm 59 đưa về 00 lên đây 1 phút. Đúng không ạ? Thì đây. Thì em xin cảm ơn thầy đã theo dõi. Thì nếu có gì sai sót mong thầy chỉ dẫn thêm. Hồi vì hai cách em chia làm hai cái video nên em add cái file hai cái video này vào Google Drive để gửi lên cho thầy và em đưa hai cái link YouTube mà mong thầy thông cảm.